Liên tiếp các ca dương tính được phát hiện trong giai đoạn giám sát y tế tại nhà, kèm theo đó là rất nhiều người liên quan lại phải trở vào khu cách ly tập trung. Đây là một nút thắt trong công tác phòng chống dịch cần được tháo gỡ ngay. Một số địa phương trên địa bàn tỉnh đã bắt đầu chủ động xây dựng các phương án phù hợp. Phóng sự thực hiện tại xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, nơi đang thực hiện vận động người dân cách ly tập trung thêm một bước tại địa phương nhằm giảm thiểu nguy cơ lây lan dịch ra cộng đồng. Được tận dụng từ một cơ sở không sử dụng của trường Đại học Nông Lâm, khu cách ly xã Phú Thuận hiện đang tiếp nhận 11 công dân hết thời gian cách ly tại các T của tỉnh. Mô hình quản lý cũng được bố trí tương tự như các khung cách ly khác, với vòng ngoài là công an xã trực chốt ra vào. Vòng trong là lực lượng dân quân tự vệ đảm nhận công tác phục vụ. Các công dân sẽ cách ly ở đây thêm 7 ngày trước khi trở về nhà tiếp tục giám sát y tế. Giờ em ở thành phố Hồ Chí Minh em ra, xong em cách tại khu T5. Cỡ 10 ngày sau là nghỉ nhiệm, em lên điều trị ở Đại bệnh viện Bình Điền. Xong rồi em hết triệu chứng xong bệnh viện cho về là em xin về đấy cách ly để khỏi tiếp xúc người nhà, em an toàn. Nhiều khi mình đúng là mình có bệnh đó là lây lan người khác. Cha em sẽ u bệnh trong người, sẽ liên lụy gia đình. Em việc đơn về đây cách ly, em thấy điều kiện ở đây rất là tốt. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, khung cách ly tại xã đã nhận được sự ủng hộ của nhiều bà con trong vùng, đặc biệt là những gia đình có người thân đang cách ly tập trung. Qua thông tin đại chúng, mọi người đều biết các công dân đang giám sát y tế tại nhà tiềm ẩn khả năng nhiễm bệnh cao. Do đó, việc cách ly thêm một bước tại địa phương sẽ giảm thiểu khả năng lây lan ra cộng đồng nếu họ không may bị nhiễm bệnh. Tốt thôi, tốt cho gia đình thôi, chứ nếu như mà ra gia đình thì con đi vô đi ra rồi ảnh hưởng gia đình nó rồi chứ mà. Cũng câu chứ câu cho vì bạn làm như vậy là cũng an toàn cho gia đình mình và xã hội thôi. Trên tinh thần tự nguyện, các công dân sau khi cách ly tập trung muốn tiếp tục cách ly tại địa phương thì sẽ đăng ký để xã bố trí phòng. Mọi chi phí ăn uống hiện tại xã đang huy động từ nhiều nguồn để hỗ trợ, phục vụ miễn phí cho công dân. Bên cạnh đó, người cách ly còn được đội ngũ y tế và phòng chống dịch địa phương giám sát, theo dõi y tế hàng ngày. Đối với thực hiện mô hình này, chúng tôi nhận thấy cái đầu tiên là bà con nhân dân đồng tình ủng hộ cao. Và cái khó khăn trước mắt của chúng tôi đó là cái kinh phí để duy trì lâu dài thì không này. Thì trước mắt là chúng tôi cũng được sự quan tâm, ban chỉ đạo của xã được sự quan tâm của mạnh thường quân cũng như bà con nhân dân trong và ngoài địa phương quan tâm ủng hộ. Tuy nhiên về lâu về dài thì chúng tôi cũng cần phải tổ chức rút kinh nghiệm những cái tồn tại hạn chế cũng như những cái biện pháp làm được để trong thời gian tới chúng tôi tiếp tục thực hiện chủ trương là đón công nhân hoàn thành cách ly về để đảm bảo một cách tốt nhất trong công tác phòng chống dịch bệnh tại địa phương. Một trong những cái thuận lợi lớn nhất của khung cách ly tập trung tại xã Phú Thuận đó là cái địa điểm này nằm biệt lập với khu dân cư và cái cơ sở vật chất thì mỗi phòng đều có một nhà vệ sinh riêng, cho nên là rất là đảm bảo cho cái công tác phòng dịch. Trước tình hình những người trở về từ các khu cách ly tập trung có tỷ lệ dương tính ngày càng cao thì những cái mô hình cách ly tại xã như thế này thực sự rất là cần nhân rộng để có thể đảm bảo cái công tác phòng dịch được thực hiện tốt nhất.